gì cũng xin lỗi, hàn gắn những vết thương thôi. Đừng cố im lặng, chỉ biết nhìn thời gian trôi. Ngại gì nói câu xin lỗi, buồn phiền rồi sẽ hết thôi. Tha thứ nhau vì những lời xin lỗi. Coi nè, nhìn đi cưng ghê chưa? Ừ. À, con đó, tìm đứa nè. Trời ơi mẹ, sao hồi xưa con mập phù lù vậy mẹ? Vậy không phải là mập, ở đây người ta gọi là em bé bụ bẩm. Con biết không, hồi lúc mà mẹ sinh con ra là con tới 4,5 kg lận nha. Ờ, con là đứa bé mà nặng ký nhất trong bệnh viện bữa đó luôn đó. Thấy thương lắm. Dạ, mà mẹ ơi. Con nghe nói là hồi xưa ba mẹ cưới nhau là lâu lắm mới có con đúng không mẹ? 3 năm lận á. Ba con á không thể có khả năng có con một cách tự nhiên được. Cho nên là ba mẹ đành phải dùng cái phương pháp là thụ tinh. Và ba mẹ đã thụ tinh thành công 2 phôi lận đó. 2 phôi? Ừ, một phôi á là mẹ giữ lại, đó là con nè. Còn một phôi á thì mẹ gửi ở trong trung tâm. Ba mẹ tính á là để nuôi cho con á là khôn lớn xong, rồi nếu lúc đó mẹ muốn có con nữa đó thì sẽ mẹ tiếp tục cấy phôi vô. Nhưng mà nuôi con một thời gian á thì ba mẹ cũng dồn tất cả bao nhiêu thời gian, công sức, tình yêu thương cho con hết trơn luôn. Cái ba mẹ sợ là nếu như đẻ thêm một em bé nữa sẽ phải chia tình cảm. Vậy là mẹ quyết định không sanh nữa, dành hết tình cảm cho con luôn. Không ngờ lịch sử ra đời của con cũng hoành tráng vậy mẹ ha. Hoành tráng chứ sao không, con cái yêu của mẹ nè. Bây giờ con thoải mái coi hình tiếp đi. Dạ. Ủa sao con sao vậy? Dạ. Mẹ với con đang nói chuyện vui vẻ mà tự nhiên mẹ thấy con thay đổi cảm xúc lẹ vậy con? Có chuyện gì không con? Mẹ cho con hỏi nha, tình cảm của ba mẹ vẫn ổn đúng không mẹ? Có lẽ là con thấy ba mẹ không có thể hiện tình cảm mặn nồng trước mặt con, cho nên con thắc mắc đúng không? Ba mẹ vẫn còn yêu nhau, con yên tâm nghe. Dạ, tại vì mẹ của bạn con là cô giáo dạy tiểu học ở trường đó mẹ. Xong rồi hôm đó bạn con lên đưa đồ, vô tình thấy ba của con rước một đứa bé trai khoảng 7 tuổi á mẹ. Xong rồi đứa bé nó còn gọi ba là ba nữa đó mẹ. Con nói cái gì? Con cũng thắc mắc y chang như mẹ vậy đó. Xong rồi con mới đi điều tra, hình như là ba có vợ 2 á mẹ. Không thể nào như vậy được đâu con. Không phải đâu con, không phải. Ba con không phải là người như vậy. Mẹ biết rồi, ba con đang bị người ta lừa. Được rồi, mẹ sẽ kéo ba con lại. Hai mẹ con mình sẽ kéo ba con lại nha con. Không sao đâu, không sao. Tôi về nè. Ông đứng đó. Ngồi xuống đi. Chuyện gì vậy? Hả? Chuyện gì vậy? Ủa sao sao? Ngồi đi. Cái gì vậy? Hả? Tại sao tự nhiên đi làm về cái show tôi làm sao? Hả? Ủa bữa nay sao, ủa chuyện gì hai mẹ con? Có phải tôi già lắm rồi không? Có phải nhìn tôi tiều tụy lắm rồi không? Trả lời tôi đi. Trả lời gì? Nếu không phải như vậy thì tại sao ông đi ra ngoài? Ông có con hồ ly tinh khác hả? Ông trả lời tôi coi, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Ông trả lời tôi đi, trả lời tôi đi. Tại sao ông lại khốn nạn với tôi như vậy chứ? Buông ra. Đã làm gì sai nha ông? Buông ra. Tại bà hung dữ, làm vợ mà dữ như bà chằn vậy đó. Tôi nói thiệt, bà là vợ mà suốt ngày đánh tôi, làm chuyện gì mà không vừa lòng mà chửi tôi. Hỏi sao tôi không có người đàn bà khác hả? Đó. Tôi chửi ông bao giờ? Đó. Đây đó. Là lần đầu tiên tôi đánh ông đi chứ. Tại ông khốn nạn quá mà tại sao tôi không đánh ông được? Tôi giết chết ông ngay bây giờ luôn đây nè. Đó. Tôi giết chết ông ngay bây giờ luôn đây nè. Mẹ ơi, bình tĩnh đi mẹ. Mẹ ơi, bình tĩnh đi mẹ. Tôi sẽ yêu cầu luật sư làm thủ tục ly dị. Nửa căn nhà này là thuộc về tôi. Tôi không muốn sống với bà nữa. Khốn nạn, đi ra khỏi nhà này. Tôi không sống với bà nữa. Không muốn sống với bà nữa. Đồ khốn nạn. Mẹ bình tĩnh đi mẹ.
Con ơi, sao mẹ khổ vậy hả con ơi? Mẹ ơi, con nghĩ là một ngày nào đó ba sẽ bình tâm, ba sẽ quay trở lại với mẹ con mình mà mẹ. Mẹ không muốn sống nữa, mẹ không muốn sống nữa đâu con ơi. Tên 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 tên, ngon quá. Tự nấu rồi tự khen ngon luôn hả con? Ba về. Cái gì vậy? Đâu ra xuất hiện trong nhà tôi vậy? Ông còn cái mặt mà để bước vô nhà này nữa hả? Tôi về đây để xin lỗi bà. Tôi mong bà cho tôi cơ hội để cho tôi sửa sai. Biết sai rồi đòi sửa sai hả? Tôi nghe có lộn không vậy trời? Mẹ nghe có lộn không con? Trời ơi, cái chuyện gì vậy? Tôi biết là tôi ngu. Tôi không ngờ cô ta là một người lừa gạt. Thế chứ? Tôi không biết tôi phải ăn bùa mê thuốc lú cái gì mà tôi lại tin lại cô ta. Bây giờ tôi biết lỗi tôi rồi. Bà ơi, nãy tình tôi với bà là vợ chồng bao nhiêu năm, bà tha thứ cho tôi được không bà? Bây giờ tôi không biết phải nói với ông như thế nào nữa. Tôi á, không phải là một người ích kỷ nhỏ nhen, không có toan tính gì hết á. Bây giờ nhìn ông trong cái cảnh như vậy á, là con người thì tôi cũng thấy xót lắm. Mẹ, thôi được rồi, tôi tha thứ cho ông lần này, và cũng là lần cuối cùng, ông nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Mẹ sao? Ủa, còn cái thằng này là ai? Nè, đừng có nói với tôi là con của cái con hồ ly đó nha. Mình ơi, mình thương cho nó. Nó dù sao nó cũng là giọt máu của tôi mà. Chẳng lẽ mình để cho giọt máu của tôi lưu lạc bên ngoài hay sao? Ủa sao kỳ vậy? Tự nhiên bây giờ tôi đã phải chấp nhận nhúng mình tha thứ cho ông, bảo bọc ông. Bây giờ tôi phải chấp nhận thêm con của cái con hồ ly đó với cái kẻ phản bội là ông nữa hả? Mẹ, cái sao kỳ vậy ta? Mẹ đã tha thứ cho ba rồi thì mẹ cũng tha thứ cho em luôn đi mẹ. Dù gì thì em cũng là em của con mà mẹ. Nha mẹ. Thôi được. Chứ giờ ông dẫn nó về đây rồi thì tôi biểu nó đi đâu. Nhưng mà có một điều kiện nha. Đã bước chân vô nhà này rồi thì chỉ biết một mình tôi là mẹ thôi. Rõ chưa? Tôi rõ. Con, qua chào mẹ đi con. Dạ, hứa từ nay trở đi con sẽ ngoan ngoãn nha. Con chào cô. Con sẽ ngoan. Gì vậy? Làm gì vậy? Bánh. Ăn hả? Ở đâu ra sẵn vậy? Cái này là của chị Hương. Chị mua về chị còn chưa kịp ăn nữa. Mày tính lấy ra mày ăn trước hay sao vậy? Ăn hoài. Mở mặt ra là ăn. Ăn ngập mặt luôn à. Làm thì không thấy làm gì hết trơn á. Suốt ngày á, già cả rồi còn đi phục vụ mày nữa. Đi đâu vậy? Đi mua bánh. Ê, coi, vô đây, vô đây, đứng đây coi. Quay lưng lại. Móc cái tiền ra. Lấy ra. Tôi phân cái một chết giờ mà giỡn mặt hả? Đây. Không mà tiền của con. Mày lì với tao vậy hả? Đâu mà cái thói lì lợm vậy hả? Nói một câu cãi một câu. Nhưng mà tiền của con giả cho. Để tao coi kỹ cái tờ tiền này của ai. Rõ ràng tờ tiền này là của tao. Đâu rồi của con? Ở trong cái nhà này là tiền của tao. Mày làm cái gì ra tiền? Mày trả lời coi. Mày làm cái gì ra tiền? Nhưng cái gì? Mày nói không được đúng không? Hay quá à. Mày trả cho con. Trả, qua đây, qua đây tao trả. Qua đây tao trả. Đi qua đây. Qua đây. Nè, tao nói cho mày nghe nha chưa.
Tao sẽ đập cho mày chết cái tụi mày ăn cắp nghe chưa? Không chưa? Ăn cắp, không ăn cắp, không. Con mẹ mày á là cái đồ lừa đảo, đi cướp tiền của người ta, bây giờ tới phiên mày đúng không? Không, đúng không hả? Không, không ăn cắp mà. Tao quýnh không ăn cắp mà. Tao quýnh mày chết, tao ăn cắp. Chết đi. Lì lợm. Vô cái nhà này còn có cái thói ăn cắp. Cái dòng giống ăn cắp của mày là tao sẽ triệt cho chết nghe chưa? Mày giỡn mặt với tao. Trời ơi. Khải, có chuyện gì vậy? Khải, Khải. Sao vậy? Sao gì mà sao? Mẹ, bà làm gì con vậy? Đây nè, ông nhìn cho kỹ đây nè. Hồi sáng nay, tôi lục bóp, tôi thấy mất mấy trăm ngàn. Tôi đang suy nghĩ hoài, không biết là tôi để ở đâu. Bỗng nhiên tôi thấy ở trong túi nó có tiền. Ông nhìn đi, không phải tiền của tôi với tiền của ai. Nó làm gì có tiền, hả? Tiền tôi cho nó đó. Hồi sáng nó gặp tôi, nó nói là xin tiền đóng tiền học thêm. Tôi cho nó. Tiền của tôi cho nó đó. Ông cho nó sao ông không nói tôi nghe vậy hả? Ông phải nói trước cho tôi chứ. Để hồi nãy tôi quýnh thằng nhỏ quá trời, ông hiểu không? Bà nghe tôi nói nè. Xong bà muốn đánh muốn chửi tôi cái gì cũng được hết. Thật ra thằng Khải là con ruột của bà đó. Ông nói cái gì vậy? Hả? Bà có nhớ hồi đó khi mà hai vợ chồng mình đi khám rồi phát hiện là tôi không sanh con được theo phương pháp tự nhiên, rồi mình nhờ tới phương pháp cấy phôi, bà nhớ không? Lúc đó vợ chồng mình cấy được hai phôi. Phôi đầu tiên á chính là con Hương nè. Còn phôi thứ hai là nhờ trung tâm bảo quản. Tôi đã tới trung tâm lừa lấy cái phôi còn lại cấy vào cơ thể của Lại. Sau đó Lại sanh ra thằng Khải nè. Cho nên tôi chỉ xin bà là bà biết thằng Khải là con ruột của mình thì bà hãy yêu thương nó như là yêu thương con Hương vậy. Đừng đối xử tệ bạc với nó, tội nghiệp lắm. Con tôi thật sao? Khải ơi, Khải ơi, xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Tại mẹ quá ghen tuông, mẹ đối xử với con như vậy. Khải ơi, con tha thứ cho mẹ nha Khải. Con tha thứ cho mẹ nha. Mẹ sẽ bù đắp cho con. Mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con nha Khải. Khải ơi. Mẹ. Trẻ em là mầm sống của tương lai. Đừng vì sự ích kỷ ghen tuông mù quáng của người lớn mà hủy hoại mầm sống đó. Ngày gì nói câu xin lỗi.